Đưa tiện ích của đề án 06 vào cuộc sống, sau hơn một năm triển khai, đến nay 100% cơ sở y tế tại thành phố Đà Nẵng đã khám chữa bệnh bằng ví giấy tờ điện tử. Người dân cũng đã hình thành thói quen sử dụng căn cước công dân hoặc ứng dụng VNEID thay thế cho bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh. Điều này đã tạo nên sự đồng bộ và thay đổi tích cực trong cải cách hành chính trên lĩnh vực y tế. Đã thành thói quen, một năm trở lại đây, nhiều người dân khi đi khám bệnh chỉ cần đưa căn cước công dân cho bộ phận tiếp nhận của các bệnh viện, thì mọi thủ tục giấy tờ đã được giải quyết nhanh chóng, rút ngắn thời gian đến thăm khám của bệnh nhân. Nhiều lần và tôi đều là chỉ cầm căn cước công dân theo. Việc này rất là thuận tiện bởi vì cái bảo hiểm y tế giấy trước đây thì nó đã cũ rồi. Tôi chỉ cần cầm cái căn cước theo và trong căn cước đã có tích hợp và bảo hiểm y tế nên rất là thuận tiện cho tôi. Khi sử dụng căn cước công dân trong khám chữa bệnh, người dân sẽ không phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế giấy và không phải làm thủ tục xin cấp lại trong trường hợp mất hoặc thẻ bảo hiểm y tế bị rách, hỏng hay hết hạn. Đối với những người đã kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 thì càng tiện lợi hơn. Người khám chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh đăng nhập vào ứng dụng VNEID là cơ sở y tế đã có thể thu thập thông tin từ bảo hiểm y tế. Bây giờ là có thêm VNEID mà ở trên cái app điện tử nữa ấy, thì đôi khi là mình thực chất là mình chỉ cần đem một cái điện thoại thôi thì mình cũng đã có thể sử dụng bảo hiểm y tế được rồi. Thì hiện tại thì ví dụ như cá nhân em thì cứ định kỳ là tầm 3 đến 6 tháng thì em sẽ đi khám tổng quát một lần. Thì lúc đó thì mình chỉ cần đưa điện thoại hoặc là hôm nào mà em nói đem căn cước công dân thì em cũng chỉ cần đưa cái đó trực tiếp cho vài thu ngân thôi thì họ đã làm việc hết được rồi. Việc sử dụng căn cước công dân để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà đối với các cơ sở y tế cũng tinh gọn hơn, nhanh chóng hơn trong thực hiện quy trình khám chữa bệnh. Khám bằng căn cước công dân thì rất tiện lợi cho bệnh viện, tại vì bệnh viện chỉ cần kiểm tra và kiểm tra cổng bảo hiểm y tế thì sau đấy trả căn cước công dân lại cho bệnh nhân thì rất là tiện. Hai nữa là về quản lý về thủ tục hành chính cũng bớt rườm ra và không phải mang kè cái thẻ giấy hay là một cái VSSID để gọi lui gọi tới bệnh nhân. Để nâng cao tỷ lệ sử dụng căn cước công dân trong hoạt động khám chữa bệnh, các cơ sở y tế cũng đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân. Đồng thời, việc kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 cũng đang được công an các địa phương đẩy mạnh thực hiện. Để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh và hướng đến nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.